Giữa tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby đi du lịch riêng cùng Đặng Luân. Hết bị đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh và chuẩn bị kết hôn với Cổ Thiên Lạc, Angela Baby lại vướng tiếp tin đồn hò hẹn và đi nghỉ với đàn em Đặng Luân vào kỳ lễ tình nhân vừa rồi. Trang CZ đưa tin, ngày 19 tháng 2, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin về việc một netizen chia sẻ họ bắt gặp Angela Baby xuất hiện tại khu lướt sóng tại đảo Tam Á. Điều đáng nói, bên cạnh cô còn có một nam minh tinh khác đi cùng. Trong lúc netizen còn đang bán tín bán nghi, thì tại trong một diễn biến khác, người hâm mộ có chia sẻ rằng vào ngày 12 tháng 2, Angela Baby có xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để đưa con trai bọt biển nhỏ tới Tam Á du lịch. Một số netizen đã bình luận dồn dập dưới bài đăng này, hỏi đích danh sao nam đi cùng Angela Baby là ai. Người chia sẻ thông tin mập mờ trả lời, một người họ Đặng, sau đó dùng biểu tượng mặt cười bí hiểm. Vì bình luận này, rất nhiều người đã đoán Đặng Luân chính là nam chính trong scandal tình ái mới này. Tuy nhiên, sau khi đáp án này được đưa ra, người tung tin không có thêm phản hồi nào khác, khiến cho lời đồn Baby đi du lịch cùng người tình tin đồn càng trở nên rầm rộ trong giới. Điều đáng nói, có netizen chia sẻ rằng, so lại lịch trình trong thời gian qua, Đặng Luân thực sự có tới Tam Á du lịch. Vào ngày 14 tháng 2, nam diễn viên Lôi Giai Âm có chia sẻ hình ảnh chụp cùng Đặng Luân. Đây cũng chính là ngày Valentine, đồng thời Baby cũng có chia sẻ đầy ẩn ý trên Weibo rằng cô đang độc thân giữa lúc tin đồn ly hôn Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện rầm rộ. Vì hình ảnh này, cũng có ý kiến cho rằng Đặng Luân và Lôi Giai Âm cùng nhau đi du lịch tại Tam Á, việc gặp Angela Baby tại đây là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, trong quá khứ, cặp đôi này từng vướng tin đồn ngoại tình với nhau ngay trong xe hơi. Hiện fan của hai ngôi sao đang rất chờ đợi phản hồi của Baby và Đặng Luân vì bê bối căng đét này. Angela Baby và Đặng Luân từng diễn chung trong phim Người Bạn Thực Sự Của Tôi năm 2019. Họ cũng hợp tác trong một vài chương trình khác nên có mối quan hệ khá thân thiết. Chính vì thế, cặp đôi không ít lần bị tung tin đồn hò hẹn. Tháng 9 năm ngoái, Angela Baby từng thắng kiện một người tung tin có câu quan hệ với Đặng Luân, khiến mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh rạn nứt. Angela Baby thắng kiện và được bồi thường 30.000 nhân dân tệ. Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng bị tung ảnh đi vui chơi ở quán bar với bạn bè. Ngồi cạnh nam diễn viên là một cô gái có thân hình nóng bỏng. Sau đó, những tin tức tài tử là ông hoàng hộp đêm và có thói quen tới các nơi ăn chơi bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tới mức Huỳnh Hiểu Minh phải lên tiếng đính chính. Theo QQ, một số khán giả cho rằng hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thực sự không tốt đẹp như họ khẳng định. Việc những hình ảnh dễ gây nhiều nhầm của họ bị chia sẻ lại chính là sự báo hiệu bắt đầu cuộc chiến trước khi ly hôn. Cả hai phía cố gắng bôi nhọ đối phương để lấy thiện cảm của công chúng. Hôn nhân của cặp sao hạng A hiện là ẩn số không lời giải tại showbiz hoa ngữ. Hơn 2 năm trở lại đây, họ không còn xuất hiện bên nhau hay tương tác trên mạng xã hội. Không chỉ ngày lễ, mà ngay cả khi sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh giành giải ảnh đê tại Kim Kê, Bách Hoa 2020, Angela Baby cũng không có lời chúc mừng. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ khoảnh khắc đón giao thừa Xuân Tân Sửu bên gia đình tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Nam diễn viên đăng tải ảnh chụp cùng bà và mẹ. Trên trang cá nhân, tài tử cho biết sẽ dành hơn 10 ngày nghỉ lễ cho những người thân yêu. Đáng chú ý, trong bài đăng của Huỳnh Hiểu Minh, anh không hề đề cập đến bà xã Angela Baby và con trai Tiểu Hải Miên. Nhìn vào những gì nam diễn viên đăng tải, truyền thông Trung Quốc nghi vấn người đẹp cô phương bất tự thưởng không theo chồng về quê đón Tết.